một dịp nào mà họp cái hội Việt kiều về ăn Tết ở Việt Nam, có một lần nào đó có ông Nguyễn Phương Hùng mà cũng được đi đảo đó, thì sau về họp Hà Nội mà ông lên đứng lên cái bục phát biểu, ông khóc mếp máp, ông nói là tôi đã biết sai lầm rồi, là tôi thương đất mẹ đấy, bây giờ tại sao lại mình không tuyên truyền để cho người nước ngoài thấu hiểu đó. Cái đó tao nói cho mày nghe, cái này là bây giờ mình không có được không trai, không được trai. Con người tao nói kỳ, con người nó giống y chang như con thằng là con tắc kè, nó đổi màu. Đổi màu luôn. Đây mình không bàn cãi. Bởi vì người dân Việt Nam, tao nói từ lâu rồi, người dân Việt Nam nó không phải bình thường giống như mọi người giống dân khác. Bởi vì họ đã trải qua kinh nghiệm các thời kỳ rồi. Thành ra đây ta từ ví von tay nói là người Việt Nam mình là cái đôi mắt này giống như camera, mỗi người có hai con mắt, 100 triệu dân là 200 triệu cái con camera, nó chạy cùng đường điện sái chứ, ai cái gì nó biết, ai làm cái gì ngại bén cái gì không làm sao qua mắt được người dân. Thành ra mình mới nói một cái câu như vậy, nên về Việt Nam, ở Việt Nam sống cho nó thật chút, đúng đắn làm người một chút, đừng có gian trá, đừng có lật lọng, đừng có xỉa sói, đừng có chụp mũ, đừng có vu da ai giới bạn. Người dân Việt Nam biết hết, không có gì mà không biết cả. Nhưng có cái điều không phải chuyện của họ, họ không nói. Ê, nhưng mà đụng chuyện là chết á. Tao nói mày nghe nè, tao cũng đã từng chứng kiến những cái cảnh mà tự nhiên các anh thợ điện nhảy xuống bắt trước. Rồi các bà, các ông bán xôi đứng trước cũng bị bắt, đụng diện là móc cầu ra cầm. Nói chung là công an, mặc dù hồi xưa ta không biết là đủ cái gì mà cái công an nhân dân, rồi xong rồi cái nhân mà thể tình đánh phá những cái ổ ma túy lớn nhất của miền Bắc hoặc là ở Hà Giang này kia đó, toàn là dân không, là dân bán xôi có rồi, bánh bao có nè, bán cà lem có nè, thợ điện có nè, đi vô rượu và lập ra cái chuyên án, tất cả mọi người thấy ông đi qua bà lại rao ơi ơi bánh bao bánh biết bánh bó bánh gì được rồi, khi đụng chuyện là móc còng ra còng thôi. Mình cũng không ngờ, ủa sao kỳ vậy ta, cái ông này ông bán bánh bao mỗi lần xong hết chuyên án mà xong thấy ông bánh bao mất tiêu là thế, là ông đó là công an giả da vậy, giả dạng thường dân. Rồi cái anh thợ điện leo năng lên bùng điện rồi đi tu xuống chặn cái xe lại bắt ma túy. Nói chung là tất tần tật không thể nào qua mắt được người dân, nói một cách đơn giản tôi hiểu. Và nếu tất cả mọi người ở đây và bảy như bảy người đang coi đây cảm thấy cái lời tôi nói đúng, cho số 1, bởi vì cái chuyện đó nó hiển nhiên rồi, ở Việt Nam mình là nó vậy đó. Con nói chú cái truyền thống giả dối của phương Tây và Mỹ á, hầu như cái vấn đề cộng sản là một cái đề tài nó thuốc ngay nó để nó dây xéo vậy. Đúng rồi, có nghĩ như thế. Cái chuyện là cái chuyện đầu tiên là tất cả mọi quốc gia trên thế giới mình đi vào đối tư khối tư bản, thì khi gây ra một việc kinh chiến gì đó thì lúc nào truyền thông cũng là đi trước. Đúng rồi, làm cho người ta nghĩ xấu về cái đất nước của người kia. Tụi nó ác lắm, tụi nó giết người, chúng ta đủ thứ không có làm cho có, tạo dựng cho có đủ thứ trên đời rồi xong lại. Rồi bắt đầu thì nó đưa quân vô, nó mới giành chính ngôn thuận, nó thẳng là như vậy. Làm kích động lòng dân ấy. Đó là gì? Thì chỗ đó tao mới nói thiệt mày, chán lắm. Chỉ có những người u mê, không có một cái tinh thần tự tôn dân tộc, không hiểu đất nước mình là như thế nào, không hiểu lịch sử, không hiểu bản chất con người Việt Nam, nói chung là hoàn toàn hiểu. Và người ta có hiểu nhưng người ta cũng cố tình không hiểu, bởi vì sự thù hận của họ, có sự che lấp được cái lý trí của họ, hiểu không? Vì cái chỗ muốn trả thù hoặc là cái gì đó, họ che lấp cái lý trí của họ và làm nhắm mắt làm ngơ. Cái thực chất tất cả mọi người dân Việt Nam ai cũng như ai. Chú con hỏi nói chú này là bữa là chú nói là về cơ bản cái truyền thống Mỹ á, là khi nào ca ngợi nước tư bản là giàu rồi là giàu có rồi tự do rồi nào là quyền tự do cá nhân này, quyền được trích một của cái, thì bữa chú nói cái là mày ơi 80% người Mỹ đi thuê nhà mày ơi. Đúng rồi, còn mà ở Việt Nam á, là 99% người Việt Nam có nhà không. Đúng. Có ở thành, có nhiều nhà ở thành phố họ vẫn thuê, nhà là, quê họ vẫn có. Trong cái diễn đàn này bây giờ nè, chú nói cái đó tất cả mọi người ở đây là đều người Việt Nam cả. Cho tôi biết rằng ở Việt Nam hầu như không ai không có nhà, thậm chí cái bà bán vé số ở đây cũng có nhà. Mặc dù ở dưới quê họ lên đây họ bán vé số nhưng mà họ cũng muốn phòng trọ. Nhà ở quê có, nhưng mà nhà dưới quê có, ruộng có đàng hoàng, cái không phải đơn giản đâu. Ta cũng đã từng ra Long Khánh rồi, nhớ kia là ra chỗ núi gì Chưa Chan không, mà cái núi gì tên vô đó, có một cái làng bán vé số.
mà họ đi khắp nẻo đường, nhưng mà họ đi giống như Thành phố Hồ Chí Minh rồi các tỉnh, nhưng mà cái nhà của họ đó mà cái khủng khiếp luôn, giống như biệt thự gì đó. Họ đi thời vụ chú ạ, hết mùa vụ họ đi đó, nó rõ rõ ràng vậy, buồn cười lắm. Chứ không phải đơn giản gì đâu, thấy vậy mà không phải vậy. Mày thấy con nhỏ bán của chú gọi trước nhà quê ông mày Quảng Ngãi miền Trung á, nó vô nó mướn cái nhà để nó ở, để mình nó bán của chú gọi đó. Chú đâu có bài đi con. Nó nói chị ơi, bữa trước nó qua nó hỏi với là nhỏ em, nó nói chị ơi, trước này ế quá, hồi giờ đất nó xuống em thôi. Mày cũng có đất nữa hả? Mà này tưởng bởi, không có, em có 15 mẫu hả? Cái đồ mà. Cái bà bán hủ tiếu gõ, bà ở quê có 15 mẫu. Trời ơi, đồ mắc. Có xỉu luôn. Đó, người dân Việt Nam là vậy đó. Bởi vì ta, người ta nói không ngoa. Có nghĩa là, thấy Việt Nam nó nghèo, kinh tế, GDP, đi biết gì tình trạng cái chuyện đó không? Đi biến tính được. Không có tính được là biết không? Vàng ở trong dân còn nhiều lắm, mày hiểu chưa? Có gì đâu, đó là người dân Việt Nam là như vậy đó. Đó là dân chủ đó. Đó là dân chủ gì nữa, người dân làm chủ chứ còn gì nữa. Mà bán hủ tiếu gõ mà ở quê của nó, nó vô đây làm thời vụ mà nó bán hủ tiếu gõ mà 15 mẫu, quá kinh khủng luôn. Dân Quảng Ngãi nha, dân quê nội tao đó. Con nghe bạn con ở bên đó nhiều lắm, nói mày ơi bên này 80% dân đi thuê nhà, mày ơi không có nhà đâu, không có nhà đâu, và thậm chí còn xe phòng nữa, tức là một cái nhà vậy là xe phòng nữa, có nghĩa là 3-4 người hùng tiền vô. Nó hỏi khổ vậy đó. Vậy đo dân chủ đo chứ dân chủ cũng không đo à? Khổ hả, thấy chủ chán. Chủ xe di động bố bò hôm à, chán lắm đúng không? Là ở đó là cái dân Mỹ mà gọi là chữ xe phòng là chuyện bình thường, cái chuyện bình thường của nước Mỹ. Người Việt Nam thì có câu là an cư lạc nghiệp, ai mà có cái nhà. Cái cuộc sống của người Việt mình đó, ở bên Mỹ vậy, ai cũng có một cái tư tưởng là đầu tiên là phải có cái nhà. Đó là cái tập tục, tập quán, văn hóa của mình. Đầu tiên là họ nghĩ cái nhà chứ. Chỉ có cái nhà xong bắt đầu mới làm gì làm. Thì tao hoặc mọi người khác vậy thôi. Nhưng có nhiều người mới không tới là nổi luôn. Chắc không phải là tao không muốn, nhưng mà họ không thể nào mới tới được. Không có khả năng. Không có khả năng. Mày có nói không? Cho nên chứ không phải ai làm muốn. Mỹ thiên đường, nước Mỹ cấp nhà chứ ơi. Cấp gì trời đâu cũng giỡn mặt mày cấp ấy, chứ mày cũng phải bệnh hoạn tàn tật rồi. Nó gọi lên khom là mày không có đủ điều kiện sống rồi, xong rồi mày không có mất sức lao động, rồi nhà nước mày nộp đơn vô rồi nhà nước mới cứu xét mấy năm trời mà đâu có cho không đâu. Tại lắm, ví dụ như cái nhà đó là cái phòng đó nó cho nhà nước cho thuê, như là cái building nó cho cái phòng đó một bedroom là một phòng ngủ thì ví dụ như 6-8 đô một tháng đi, thì nhà nước cho mày 500 đô, mày phải trả 300 đô. Nó gọi là nhà low income, nhà giá rẻ đó. Low income. Hiểu không? Chứ không ai cho không mày đâu. Trời khổ. Mặc dù là mày không làm cái gì cả, mày không còn cái gì trên đời nữa chứ, nó cũng cho mày vậy thôi. Cái làm gì có cho không mày ở. Không làm gì có cho không mày ở chứ. Đó, bên đó con nghe nói. Mày nghe thì mày rõ ràng là thằng Khoa Bích, thằng Khoa Bích nó nói đó. Chỉ có nước mưa mới miễn phí mà thôi. Cái câu trời, nó chỉ trời này, có nước mưa là miễn phí. Thấy không? Cắm đầu mình phải nói, mình không có nói xấu nói, mà nó bây giờ nó cũng dắt dò chạy cổ chạy về đó, đâu có khác gì đâu, thấy không? Có gì đâu, trải nghiệm đi, rồi xong mới biết. Nó đi nó hoài hoài, bắt đầu nó chửi tao, nó rồi nó chửi luôn chay già mất dịch, rồi ăn cháo đá bát, tao phải ăn gì của nó, làm cháo đá bát. Có nhiều đứa nó comment nó tao ăn cháo đá bát, tao vô tao làm chết mẹ luôn, tao làm cả đêm, tao nói tụi bây hoài, tao làm mấy chục năm, tao làm cả đêm. Thức dậy viết con người tao giống như đồng hồ sưu tập vậy. Làm vậy đâu cơm nuôi tao y chang vậy mấy chục năm vậy. Tao đâu có ăn hết không? Không ăn hết không? Tao tạo ra của cải vật chất cho tao, cho gia đình tao. Đóng thuế 40 năm. Đóng thuế các cái. Thì tới lúc mà tao về hưu là đương nhiên nó phải trả lại cái tiền hưu cho tao chứ. Trả lại tiền cho chú đóng không mà. Tao đóng mà. Tao đâu có ăn không đâu. Tiền của chú mà. Vậy mà nó nói tao là ăn cháu đá bác. Ăn cháu ăn cái gì mà đá với bác. Tao toàn ăn gại Việt Nam không, tao đâu có ăn đồ Mỹ được đâu. Hamburger không ăn, KFC không ăn, McDonald's không ăn, nói chung là cái gì mà khoai không ăn, nói chung là chói tao không ăn. Tao ăn đồ Việt Nam không, bởi vì đồ mắc chết mẹ là đồ. Ở bên Mỹ mà đi chợ cho quá, mắc đèn hơn đi chợ Mỹ. Nói chung là người trẻ là chú thằng Mỹ là bỏ sức lao động để xây dựng nước Mỹ, xây dựng gia đình mình, xây dựng nước Mỹ, đóng góp công sức để cho xây dựng gia đình, xây dựng nước Mỹ. Và cái tiền mà tiền thuế của chú là về già chú cũng hưởng trong cái tiền chú đóng 25-30% gì đấy. Đúng rồi. Thì ở Việt Nam cũng thế thôi.
đó là nói là nói là tiền lương hưu, nhưng mà tiền của mình đóng vô mình để mà rút ra, giờ lại rút từ từ. Còn tiền qua phe là mày không có con mẹ gì thôi, nhà nước nó cho mày, mày đi khỏi chỗ cư trú là nó lấy lại thôi, đơn giản vậy thôi. Chứ con nữa là gì, con mình phải nói là mình không phải ăn cháo đâu bác, mà mình nói sự thật á, để cho tuổi trẻ nhiều nhiều bạn trẻ đừng có ảo tưởng cứ sang Mỹ là sung sướng, mà hãy chuẩn bị một cái tinh thần sang Mỹ để lao động nha các bạn, sang Mỹ để học. Quan điểm có đúng không chú? Thì học hành để mà làm việc chứ mà phải sang Mỹ nước Mỹ nuôi, chả nước Mỹ cho nước mưa, chỉ có nước mưa mà cho không không? Đừng nghĩ cái chuyện đó. Đừng nghĩ tới cái chuyện nước Mỹ nuôi. Mà những người đó là thiển cận. Mà con thấy ở Mỹ thì ở Mỹ hay Việt Nam chứ bây giờ thời đại 4.0, 5.0 tới rồi. Thì con thấy kể cả học cao đến tiến sĩ thạc sĩ mà vẫn thất nghiệp đó chú ạ. À? Trời ơi bên Mỹ hả? Kỹ sư hả? Ra cắt cỏ thiết cha gì. Đâu phải lúc nào lúc nào vậy. Đâu phải lúc nào rồi. Có nhiều đứa nó buồn cười lắm. Nó nói ở Việt Nam nó học tới ra đại học xong rồi đọc nghề 4 năm đại học rồi xong ra không biết làm. Người ta nói cho mày nghe là cái gì nó có thử thách cả. Mỹ nó gọi là interview. Interview là cái gì? Có nghĩa là khi anh tốt nghiệp đại học rồi, không phải anh vô anh apply hoặc là anh vô anh làm đơn anh xin một cái job đó, tự động anh vô anh làm, nó có vậy không? Phải qua một quá trình để mà nó thử thách anh, rồi xong nó phỏng vấn anh. Nó chỉ phỏng vấn á, là cái interview đó, anh có đủ trình độ để không? Anh không ngoài trình độ ra, có những cái chuyện khác nữa, nó kêu ok. Nhưng mà Mỹ nó khôn, nó từ chối với mày, nó cũng nói anh yên chí đi, anh về đi, anh đợi điện thoại, tôi rất là, cái hồ sơ của anh tôi rất là để ý, ok anh về đi. Chờ số điện thoại tôi đến điện thoại tới, ngồi chờ đi, đồ mà có 3 năm nữa chưa gọi được. Nó từ chối bằng cách vậy đó. Nó vậy đó, đừng có tưởng bở. Nói chung là... Anh không có năng lực, anh không có cầm miếng giấy ra mà anh đưa nó là anh tự động có làm, không có đâu, miễn đi, không có gì đó. Anh phải làm ra thành phẩm ăn quá. Anh phải làm có cái gì đó để chứng minh được anh có năng lực, thì nó mới nhận anh. Chứ anh đừng có nghĩ anh ra, anh cầm tờ giấy ra đi, còn lâu á. Mỹ á, mẹ kỹ sư ra, cắt cỏ thiếu cha gì đủ đâu không. Đó thì ở đâu cũng phải học hành và thực tập. Thực tập cho nó nhuần nhuyễn cái công việc của mình thì may chăng mày sẽ kiếm được một công việc tốt, đúng chứ, phải riêng phải cần kiệm liêm chính, đúng không? Thuộc lòng năm điều Bác Hồ dạy, đi đâu cũng có nhiều đứa còn chê trách đó chứ. Thằng này nó bên Mỹ nó vô không có độ thích thằng tiến sĩ rồi, về Việt Nam chạy xe rác. Chạy xe rác là chuyện của mày, nỗ lực bản thân của mày. Cái lý do mà chạy xe rác là cũng của mày, cái lỗi của mày, 100% là của mày cả. Nó có những kẻ quạnh hẹn như vậy nè, ý mình đi du học nước ngoài xong vừa có bằng cấp là coi cha thiên hạ. Anh vào đây một cái công ty anh xin việc làm chứ anh không phải là cha công ty đó. Thái độ hống hách vào đó xuất trình, anh à tôi muốn làm cái này, anh ở công ty mình có cần tuyển cái gì đó không, thì ta mới cứu xét người ta lên, người ta không interview, người ta không dẫn anh nếu công ty nó cần việc làm anh. Đâu có anh vô anh liền cái hồi xưa về mặt người ta, anh làm chứ bây giờ anh cha người ta rồi xong vậy là người ta không nhận anh, cái anh ra nói đủ má đất nước này đủ mà không biết dùng người tài, mày cái tài con mẹ vậy đâu, bản thân mày không, cái bản thân mày chưa khắc phục qua cái vị trí của người, cái bản thân của mày mà uống chân này, có nghĩa là đi ra là làm đã gì mà đi xe rác để kiếm sống, bắt đầu mà than thanh chất phận rồi ở Việt Nam mà không biết dùng người tài, tài con mẹ tao cái tài. Bản chất thì con làm chủ hai mấy năm rồi, con có công ty con cũng tương đối dù thấy rồi đó, cũng không phải cực lớn nhưng mà tập trung cho rằng thì vậy con đi. Tuyển người vào, con nhân sự tuyển vào cũng phải có khăn, cũng bằng phải cấp là có bằng, phải có bằng cấp, nhưng mà vào đó anh nghiệp vụ anh là cái gì, chuyên môn anh làm cái gì, mà vào thử việc á, quan trọng là anh nói anh có làm được hay không nữa, chính xác đó, nói phải làm được còn phải thử việc, còn phải đủ nữa. Cứ khơi cái anh ỉ như vậy rồi anh vô anh quạnh hẹ người ta, cái nữa là nói là nhiều người đây học thạc sĩ mà sao thất nghiệp. Học thạc sĩ là học đến chuyên môn cao và học để quản lý, mà anh không có năng khiếu quản lý á, thì dù có học đến chừng nào anh ích kỷ nhỏ nhen mà hẹp hòi, lòng hẹp hòi, chuyên môn thấp thì sao mà anh đi quản lý người khác được, sao mà thấu hiểu quản lý người khác được, đúng không? Cái vấn đề xã hội nó có nhiều ngóc ngách lắm rồi. Khi nãy chú nói cái chuyện mà nói là học đại học thạc sĩ đi lái xe ráp để có phân tích này, xe ráp cũng nhiều, có nhiều nhờ cái công nghệ xe ráp á, phải cảm ơn công nghệ xe ráp và một số công nghệ xe tức là vận tải là công cộng đấy. Có nhiều người bạn trẻ là đi làm ở tỉnh ngoài tỉnh, các tỉnh nghe chú ạ, vào Sài Gòn học thạc sĩ, tức là khi đi vào đại học á, ở ngoài ở các tỉnh họ cũng dạy thạc sĩ, thì
thì họ vào đây học đại học xong làm ở các tỉnh đó, thì họ vào đây học thạc sĩ, buộc họ phải bỏ việc ở quê hương, vào đây họ chạy xe ôm, ngày họ chạy xe ôm, chiều để họ đi học thạc sĩ, để 2 năm sau lấy được một cái bằng thạc sĩ, mà tự thân vận động, vẫn chạy xe, vẫn kiếm được ngày 4-5 nghìn, vẫn đủ tiền đi trang trải đi học. Đó là người có chí đó. Có chí. Chứ nhiều người cứ nói mặc áo học xong mặc áo xanh, có nhiều người chưa học xong mà phải mặc áo xanh. Còn mà những người mà họ không được đào tạo nghề nghiệp á, thì ít nhất cái áo xanh nó cũng tạo công ăn việc làm để khỏi phải tụ cấp. Đó, để khỏi phải phụ thuộc bất cứ một người nào đó. Rồi phải tự lực cánh sinh, phải tự động, là phải là anh phải tự động, anh mới kiếm việc làm cho anh mới nuôi sống được bản thân cho anh, sau này anh mới lo cho người khác được chứ. Rồi. Con thấy rất hay là có nhiều cầu là vào đây đi chạy xe ráp mà để học được thạc sĩ. Thành tài. Học thành tài đấy. Kể cả đi học đại học mà vẫn chạy xe ráp chứ ạ. Đúng rồi. Thì ít nhất là đi chạy xe cũng có nhiều cái hay. Chạy về Tây thì nói tiếng Tây. Chạy tàu nói tiếng tàu. Tàu giờ anh ngữ nữa. Tàu giờ ngoài ngữ nữa. Rồi học 2 năm, nếu học đại học thì 4 năm. Mà học thạc sĩ thì 18 tháng đấy. Đến 24 tháng. Thì quá trình đó là có nhiều người đi vào đi học mà còn làm được tiền gửi về nuôi vợ con ở quê nữa, mà vẫn lấy được cái bằng. Nhưng mà cái quan trọng là ra đời thực tiễn, đi đây đi đó để biết được nhiều chỗ, ngắm nghía, biết đâu học xong thạc sĩ ra lại có cái cớ để mà có cái tầm nhìn, cái nhìn chiến lược gì đó để mà khởi nghiệp hay sao. Có nhiều thằng quen với tao vui lắm. Có nghĩa là như vậy, là nó đi học thạc sĩ đàng hoàng, nó học tiến sĩ đàng hoàng, rồi rốt cuộc nó đi ra đường nó cầm mảnh bằng ở đó vô làm hướng dẫn viên du lịch. Hỏi sao vậy? Mà không, cái nghề thì con thoái nó vui hơn. Đỡ. Có nghĩa là học thì học, nhưng mà cái tư tưởng của nó thích cái nghề nào nó làm cái nghề đó. Đúng rồi. Làm hướng dẫn gì được đó, trời con làm cái này nghề này con đi tùm lum tà la trên trời, sướng hơn. Có tiền nữa. Đó, cái khổ vậy. Thành ra không nếu mà học được cao á, lên được tầm thạc sĩ á, thì cái tầm nói chuyện người ta cũng khác. Xuân câu chiết từ và từ ngữ và các phân tích các cái đề tài á, sâu sắc. Và những người thường thường nói chú đúng á, những người bận biểu không bao giờ ra ngồi diễn đàn mà chống cộng đâu. Và những trời người có học có ra, người ta nói cái gì cần phải bằng chứng. Mà khi đã học lên nền cao rồi á, nói hành động làm gì phải có bằng chứng xác thực thì người ta mới nói. Chứ không thể mà cứ nói mông lung về vu khống rồi là nghe truyền thông. Mà truyền thông thì có 5-7 dạng truyền thông. Mà nước ngoài thì chú biết rồi đó. Trời ơi, không truyền thông giả dối rồi là điều là số 1 thế giới rồi. Thế giới rồi. Hỏi nó. Ok thì chuyển đề tài đi. Ê, cũng lâu rồi ha. Thì hôm nay ta cũng nói về vậy cũng nhiều rồi. Cũng về nói về phân tích là con người ta, một số người bạn thắc mắc về ông về chú Ngô Kỷ đó. Rồi là Biden tới Hồ Trúc Bạch rước dân chủ về cho Mỹ rồi. Thì mấy bữa nay chắc cơ quế chuẩn bị lễ làm lễ ăn mừng đón nhận dân chủ từ Hồ Trúc Bạch. Nó buồn cười chỗ là ông Joe Biden qua Việt Nam ký hiệp ước để mà nâng tầm đối tác với Việt Nam cái tầm mức cao nhất. Thì hồi xưa tới bây giờ là lúc nào nó cũng nói Việt Nam là phải ngã qua Mỹ, đừng ngã qua Trung Quốc, đồ thứ bán nước, đồ thứ theo chặt vào cộng các cái nữa. Bây giờ chơi ngay hàng luôn rồi nó cũng không chịu. Rước dân chủ về bên luôn. Rượu biết kỳ đó, mới buồn cười. Cái thứ gì nó cũng không chịu chứ, không biết chịu gì đâu. Ok, ngày mai có chuyện vui rồi nói chuyện nữa. Ok, giờ tạm biệt mọi người ở dưới diễn đàn nha. Rồi, ok.